Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà một món canh chua chay cũng rất là ngon từ lá cốc. Canh chua lá cốc sau khi nấu xong thì cái nước canh chua rất là thanh cả nhà. Ngọt, chua rất là thanh và đặc biệt kết hợp với các loại nguyên liệu nè, rau đồ các kiểu vào thì rất là ngon luôn. Thơm của các loại rau nêm, rồi thơm của tỏi phi rất là ngon. Cách làm thì rất là dễ luôn. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Ở đây em sử dụng là 400g lá cốc. Lá cốc để sử dụng cho ngon đó và đạt được cái độ chua như mong muốn thì em sử dụng ở đây lá cốc không quá già và cũng không quá non nha cả nhà. Đó, mình chọn những cái lá nào không bị sâu ha. Lá cốc sau khi mà hái xuống thì cái lá nó dài lắm cả nhà. Rồi em cắt ngắn nó ra như thế này, sau đó em ngâm muối rồi rửa sạch lại với nhiều lần nước thì em có được những cái lá cốc như thế này. Lá cốc ngoài nấu canh chua ra thì chúng ta cũng có thể mang trộn gỏi cũng rất là ngon. Và cái nguyên liệu để nấu canh chua thì em dùng là 20g giá nè, một quả cà chua 80g. Rồi tiếp theo sẽ là 70g khóm. Bạc hà hay còn gọi là giọt mùng và 200g rau nhút nha cả nhà. Rau nhút thì em cũng đã lặt sạch và cắt ngắn sẵn như thế này luôn rồi. Thì các những cái loại rau này thì cả nhà có thể thay đổi theo cái sở thích của gia đình nha. Các loại nguyên liệu như là cà chua thì em sẽ bổ muối cau nè. Rồi khóm thì em sẽ cắt thành từng miếng nhỏ. Bạc hà cũng vậy luôn, cũng sẽ cắt khúc thành từng miếng vừa ăn luôn. Phần chất đạm đi kèm với canh chua hôm nay thì em sử dụng là 150g đậu hũ. Tiếp theo thì em có chuẩn bị ở đây một ít rau nêm gồm có quế, ngò ôm và ngò gai, một ít ớt sừng không cay và ớt hiểm xanh cay. Thành phần không thể thiếu trong món canh chua đó là tỏi phi. Không có tỏi phi thì món canh chua nó sẽ không ngon nha cả nhà. Rồi, bây giờ thì em sẽ cho vào nồi là 850ml nước. Sau đó em sẽ cho hết cái phần lá cốc vào đây. Mình sẽ nấu lá cốc đến khi nào mà cả nhà thấy cái lá cốc nó mềm đi, để nó ra hết cái chất chua thì mình sẽ vớt cái phần lá cốc ra bỏ nha. Đây cả nhà thấy nè, cái phần lá cốc nó mềm lại rồi nè cả nhà. Và nó chuyển sang một cái màu vàng rất là đậm luôn. Bây giờ thì em sẽ vớt hết cái lá cốc này ra bỏ nha. Bây giờ thì em sẽ nêm vào đây là nửa muỗng cà phê muối hạt, một muỗng canh hạt nêm chay, 100g đường phèn. Nấu canh chua mà mình để đường phèn thì nước canh chua của mình rất là thanh cả nhà. Một muỗng canh nước mắm chay. Rồi bây giờ thì em sẽ nấu cái nồi này cho nó sôi lên. Cả nhà thấy có bọt thì mình sẽ vớt bỏ đi cái phần bọt này nha. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu cho cái phần khóm và bạc hà hay còn gọi là giọt mùng vào đây trước. Đó, cái bạc hà này nè thì em ăn á, nếu mà nấu mà không chín thì cái miệng em nó sẽ bị tăng, cho nên là em nấu hơi lâu một xíu. Còn cả nhà nấu thì cả nhà cho nấu tầm khoảng 1-2 phút là được rồi ha. Nó vừa chín tới thì ăn nó sẽ ngon hơn, nó còn cái độ giòn cho mình á. Thì sau 1-2 phút á, thì em sẽ cho luôn phần cà chua nè, rau nhút nè, giá nè, đó. Rồi cho cái phần rau nêm lên đây, ớt luôn, rồi tỏi phi luôn. Đó, một muỗng canh tỏi phi. Rồi cho một ít rau nêm và ớt vào đây. Em chừa một xíu, một chút mình sẽ rắc lên mặt cái tô canh chua cho nó đẹp nha cả nhà.
Rồi, bây giờ thì em sẽ trộn đều cái phần này lên. Cả nhà nhớ cái bước này thì mình giữ lửa lớn để cho cái phần rau nhút mình nó được xăm nha. Bây giờ thì em sẽ cho luôn cái phần đậu hũ vào đây, rồi em sẽ tắt bếp luôn nha cả nhà. Thì nếu cả nhà muốn cái đậu hũ thấm gia vị hơn thì cả nhà có thể cho vào trước. Nhưng mà cho vào trước thì khi mà mình xóc các cái rọi rau á, thì đậu hũ mình nó sẽ dễ bị nát nha cả nhà. Như vậy Lâm nó vừa hoàn thành xong cái món canh chua lá cóc. Đó, món canh chua lá cóc sau khi nấu xong á, các loại rau á, thì vừa chín tới rất là ngon. Đặc biệt cái phần nước canh chua á, cái vị chua và độ ngọt rất là thanh luôn. Rất là thơm, cái vị chua của lá cóc rất là thơm, rất là ngon cả nhà. Kết hợp thêm các loại rau thơm nè, rồi cái cay của ớt nữa và thơm của tỏi phi rất là tuyệt vời luôn. Chỉ cần một tô canh chua chay như thế này, bới thêm chén cơm trắng, kèm thêm chén muối ớt nữa là quá no bụng cả nhà ha, không cần phải cầu kỳ thêm nhiều nữa. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích khi gợi ý món chay ngày hôm nay. Và nếu như mà cả nhà mình thấy yêu thích kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chi mới nha. Và đừng quên like video, chia sẻ về cho bạn bè cùng xem để ủng hộ em nữa nha. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau ạ.